Hello, xin chào cả nhà. Cho em một like, subscribe, đăng ký Zalo, Facebook, YouTube giùm em nha. Em quá 40 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ở Cần Thơ. Nhưng mà ở Cần Thơ nhưng mà cách trung tâm Cần Thơ tới 70 cây đó. Thuộc ở Cần Thơ nhưng mà huyện Vĩnh Thạnh. Em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe nha. Hôm nay em xin phép test một con em DVD. Con này nó đang bị hai cái lỗi, một là pin và hai là lo nha. Nên em bán giá 250.000. Có pin nhưng mà nó không có cầm nha. Sao mà rút sạc vô có tiếng đồng hồ rồi giờ sạc nó đưa ra nó không có cầm pin. Cái hai lo ngang nhưng mà hay rè. Còn rồi y nguyên hết nguyên chỉnh nha. Và đặc biệt em này được cái ngõ ao tivi bự nha. Này ha. Đây mình bắt tivi bự ha. Nói chung là nó được cái này thì nó mắc cái kia ha. Đây ha, một cái đĩa DVD nó cũng gọi là chạy chạy ha, cũng được ha. Mình hát thử cho với khách xem ha. Con này cho mấy anh thợ sửa đồ hay là kết nối tivi hay là gì đó ok ha. Em bán con này luôn nguồn là 250.000, còn quý khách nào không lấy nguồn thì 200.000 ha. Em bán bên shop em bán là có ship và COD toàn quốc nha. Nếu như quý khách nào sản phẩm trên 300.000 trở lên, quý khách nào mà tin tưởng á chuyển khoản thì em bao ship ha, còn nhiều thì em chia ship. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu á thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Quên giới thiệu kỹ nữa, bên đây màn hình là không có xài chạy sọc hay là lũng hay là bị mớp gì hết nha. Bớm gì hết, ok. Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách nha. Mình nghĩ cái này không phải là lỏng, không phải là hư lo nào, mà lẽ là lỏng hay sao. Đây mà cái tivi bự nó cũng nghe gè gè nữa nè. Đây mình thử cái tivi bự coi. Cái gì đâu rồi hả, điều khiển được cái tivi bự luôn rồi. Rồi sẽ tốt, ba là tốt rồi. Không, có khách nghe gì là nó bị lỗi hay là bị dơ hay bị lỏng dây gì á, nó nghe cũng rè rè chứ không phải là do lo này. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em nha. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.